Đây là người đàn ông kiêu ngạo nhất mà tôi từng thấy. Mặc dù trước mắt là quyền vương Boyka, nhưng anh ta không quan tâm chút nào. Chỉ thấy người đàn ông chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Boyka. Sau đó nhổ đờm vào trong cốc nước. Boyka mở miệng thách thức, thế là anh ta liền hất luôn cốc nước vào mặt Boyka. Sau đó xoay người rời đi. Người đàn ông kiêu ngạo này là một tân binh mới vào tù. Và người mà anh ta đắc tội chính là nhà vô địch quyền anh Boyka. Người này có tính cách bạo lực, nắm đấm tàn bạo. Một cú đá xoáy chết người bất khả chiến bại. Đây là một nhà tù đặc biệt, nơi giam giữ vô số tội phạm nghiêm trọng. Các trận đấu quyền anh nhà tù thường xuyên được tổ chức ở đây. Ông chủ đứng đằng sau thông qua các trận đấu này mà kiếm lời. Đêm nay cũng có một trận quyết đấu hạng nặng. Hai bên đối đầu lần lượt là David với 14 trận toàn thắng. Và người đàn ông áo đỏ là Boyka với 34 trận đấu áp đảo chưa thua trận nào. Trận đấu bắt đầu, trọng tài nói qua về quy tắc. Không cắn, không giật tóc, không móc mắt. Còn lại thích làm gì thì làm. Nói xong thì hai người bắt đầu điên cuồng tấn công. Boyka có ưu thế áp đảo, đòn chân của anh ta rất lợi hại. Dưới tiếng hoan hô của mọi người, Boyka liên tục tấn công. Chỉ trong một cú đá xoáy, đối thủ nhanh chóng bị hạ đo ván. Boyka phấn khích vung tay hô lớn. Mà người đặt cửa Boyka càng vui hơn khi họ lại kiếm được một món hời. Chỉ có một người không hài lòng. Đó là ông trùm Gaga của tổ chức cá cược là không vui. Chỉ vì những người ở đây toàn bộ đặt cược vào Boyka. Nhìn tiền ra đi mà lòng hắn đau như cắt. Cứ tiếp tục thế này thì có mà đi nhảy cầu. Để thay đổi tình hình, Gaga quyết định tìm một nhân vật khó nhằn để đối phó với Boyka. Thế là hắn để mắt đến cựu vô địch quyền anh thế giới Jock Iceman Chambers. Lúc này anh ta đang đến Nga để đóng quảng cáo. Để hại Jock vào tù, Gaga đã cho đàn em đến đặt hai gói mai thúy vào căn hộ của anh. Nhưng chưa kịp rời khỏi thì Jock đã về tới. Anh dễ dàng giải quyết hai tên trước mặt nhưng lại bị người phía sau đánh gục. Lúc anh tỉnh dậy, cảnh sát đã đến nơi và tìm được hai gói hàng. Do không có chứng cứ chứng minh ba tên kia đột nhập nên cảnh sát đã loại bỏ khả năng anh bị vu oan. Jock cứ như vậy bị tống vào tù. Bắt đầu cuộc hành trình nhà tù của mình. Vừa vào, trong cai ngục trưởng Markov đã bày tỏ nguyện vọng muốn Jock tham gia trận đấu quyền anh. Nhưng anh khinh thường nói tôi sẽ không ở trong này lâu đâu. Sau đó, cai ngục lại thăm hỏi anh lần nữa, bắt anh tắm bằng nước lạnh. Jock không những không đồng ý mà còn cho mấy tên cai ngục ăn hành. Nhưng sau đó chúng nhiều người quá anh đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Jock vừa nhận quần áo, trên đường về phòng giam thì bị một tên đàn em của Boyka tạt nước đái vào người. Jock rất tức giận, lập tức tóm lấy cánh tay hắn. Mấy tên cai ngục đồng loạt xông lên, cố hết sức mới kéo được anh ra. Jock ở chung phòng giam với Stevie, một con nghiện người anh. Đến giờ ăn cơm, Boyka đưa đàn em đến căng tin. Vừa nhìn thấy hắn, tất cả mọi người sợ hãi đứng dậy. Chỉ có Jock vẫn không nhúc nhích, căn bản không coi Boyka ra gì. Boyka phái đàn em đến thăm dò. Tên đàn em đi tới bắt Jock phải đứng dậy. Vừa dứt lời, hắn được Jock cho ăn ngay một quyền vỡ mồm. Sau đó anh đến trước mặt Boyka, trực tiếp nhổ đờm vào trong cốc nước. Boyka mở miệng thách thức, thế là Jock liền hất nước vào mặt hắn ta. Đường đường là quyền vương trong tù sao có thể chịu được sự sỉ nhục này. Boyka phẫn nộ một phát đá gãy ghế. Hai người vật nhau ngã xuống đất. Cai ngục phải nhanh chóng tách hai người ra. Boyka bị kéo ra rất tức giận, còn chửi cả cai ngục, bảo họ đừng có xen vào chuyện này. Hắn nóng lòng muốn xem sức mạnh chiến đấu của nhà vô địch thế giới như nào. Bên này, Jock gặp được người quản lý của mình. Anh bảo ông ta bảo lãnh mình ra. Nhưng ông ta lại lấy cớ không tìm được luật sư để thoái thác. Mà Gaga lại đang âm mưu liên kết với Markov, tích cực thúc đẩy cuộc chiến của hai người. Để kích thích cơn thịnh nộ của Jock, đàn em của Boyka đã cố tình gây sự. Bọn chúng kéo đến đánh Stevie của Jock một trận. Jock cảm thấy ngứa mắt nên đã ra tay giúp đỡ. Không hổ danh là vua quyền anh thế giới. Đối mặt với sự bao vây của đám đông, Jock lấy ít địch nhiều hạ gục bọn chúng. Thấy đàn em bị đánh cho bầm dập, khiến Boyka thấy mất hết mặt mũi, lập tức đi ra tranh luận với Jock. Nhưng họ không biết đây là âm mưu của Markov, mục đích muốn hai người kích động mâu thuẫn, sau đó lên võ đài quyết đấu. Tối hôm đó, trong tù lại có trận đấu quyền anh. Hai bên giao đấu lần lượt là Boyka và tên quần đùi đỏ. Để thu hút sự chú ý của Jock, Boyka chiến đấu hết mình để đánh bại đối thủ, tung ra các loại động tác có độ khó cao, thể hiện sức mạnh của mình. Trọng tài thấy tên quần đùi đỏ sắp bị đánh đến đắp chiếu luôn rồi muốn kéo ra, kết quả lại còn bị ăn đánh luôn. Sau đó Boyka chỉ tay vào Jock, chính thức khiêu chiến anh ta. Nhưng Jock vẫn bất động. Em mưu của Markov đã thất bại, điều này khiến ông ta rất khó chịu, lập tức cử người treo anh lên đánh đập, thậm chí còn bắt anh đi dọn dẹp cống nước thải hôi thối. Ở đây khắp nơi đều là cớt. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, hoặc cả đời đi hot cớt, hoặc cạnh tranh với Boyka. Jock từ chối, cai ngục lập tức rút dao ra. Lúc nguy hiểm, người đàn ông tóc dài ngồi xe lăn tên Nikolai đến giải vây. Ông ấy nói với anh đám cai ngục này không đáng để anh ra tay đâu. Jock lúc này mới ngoan ngoãn đi làm. Mấy ngày sau, đám đàn em của Boyka lại khiêu khích. Jock cũng không nói nhiều, tay không hạ gục 4 người. Nhưng ngay sau đó đám cai ngục đã chạy đến, bắt nhốt anh trong một nhà tù toàn nước. Ở đây vừa lạnh lẽo vừa hôi thối. Jock đang run lên vì lạnh. Cũng may lúc này Nikolai lại xuất hiện. Ông đưa cho anh một phần nước sôi và bánh mì. Ông nói với Jock, quy luật sinh tồn ở đây chính là phục tùng. Vài ngày sau Jock ra khỏi phòng giam đó, Gaga liền đến tìm anh. Ông ta đưa ra một điều kiện. Chỉ cần chiến đấu với Boyka, anh có thể rời khỏi nhà tù. Tuy nhiên Jock kiên quyết từ chối. Anh đã bảo người quản lý tìm cách cho mình ra khỏi tù rồi. Ai ngờ lão quản lý lại đã bị Gaga mua chuộc.
ông ta khuyên Job đừng cố chấp nữa. Chỉ cần tham gia trận đấu là sẽ được ra ngoài. Tuy Job rất phẫn nộ nhưng cũng đành phải chấp nhận thực tế hiện tại. Và thế là cuộc huấn luyện điên cuồng bắt đầu. Stevie trở thành phụ tá cho Job. Bên này Boyka cũng đang điên cuồng tập luyện. Trận đấu của các nhà vô địch quyền Anh sắp xảy ra. 80% người xem đều cho rằng Job sẽ thắng nên đặt hết tiền vào anh. Chỉ có Gaga lại cược cho Boyka. Trước khi trận đấu bắt đầu, Boyka to còi nói, tao sẽ dùng cách thi đấu của mày để hạ gục mày. Khi tiếng chuông vang lên, hai người bắt đầu chiến đấu. Boyka đã từ bỏ kỹ năng của mình, chỉ dùng tay chiến đấu với Job. Động tác của Job rất nhanh, sức mạnh thật đáng sợ. Trong nháy mắt đánh Boyka ngã xuống đất, cả hội trường im lặng. Khi Job nghĩ rằng đã kết thúc thì không ngờ đối phương lại đứng dậy. Lần này, Boyka dùng kỹ năng của riêng mình. Đây là trận đấu không có nhiều hạn chế, có thể sử dụng cả tay và chân. Chìa khóa để giành chiến thắng trong trò chơi chính là đè bẹp đối thủ. Đôi chân của Boyka vô cùng linh hoạt, đánh cho Job không kịp trở tay. Sau khi điều chỉnh một chút, hai người bắt đầu trận đấu thứ hai. Trong trận này, Job bắt đầu cảm thấy mờ mắt, ra tay chậm chạp, ngay lập tức trở thành bao cát của Boyka. Trực tiếp bị hắn một cước đá ngã không dậy nổi. Boyka cứ vậy giành chiến thắng. Thức dậy vào ngày hôm sau, Job vẻ mặt chán ghét. Nikolai bên cạnh nói với anh đã bị đồng đội đánh thuốc mê. Hóa ra trong trận đấu, Stevie đã bị đàn em của Boyka ép đổi chai nước của anh thành chai nước đã bị bỏ thuốc. Job rất tức giận, lập tức trở lại phòng giam. Nhưng lại nhìn thấy Stevie đã treo cổ tự sát. Trong nháy mắt cảm xúc của anh từ giận dữ biến thành đau thương. Anh nhanh chóng hạ Stevie xuống, rồi đi đến nhà ăn tìm Boyka. Anh chỉ trích hắn bỏ thuốc người khác. Boyka không hiểu gì sững sờ. Rõ ràng hắn không hề biết chuyện này. Hóa ra tất cả là đàn em âm thầm hành động. Ngay khi hai người chuẩn bị động thủ, Marco kịp thời dẫn người tới. Job nói Gaga đã hứa chỉ cần thi đấu sẽ thả anh ra ngoài. Nhưng lúc này Marco lại nham hiểm nói mình chả biết chuyện gì cả. Job rất tức giận, trực tiếp đấm ông ta một phát sấp mặt. Cai ngục lập tức trói Job vào cọc giữa trời đông tuyết giá. Bên này, Boyka cũng bắt đầu điều tra sự thật. Quả thật là đàn em của mình động tay chân. Boyka mặc dù rất muốn giành chiến thắng, nhưng hắn ghét nhất thủ đoạn hạ lưu. Trong cơn tức giận, Boyka trực tiếp bẻ gãy cổ một thằng, rồi đấm một thằng tắt thở luôn tại chỗ. Còn Job bị treo ngoài trời tuyết, chịu đựng những cơn gió lạnh thấu xương. Nhưng ngay cả với sự tra tấn như vậy, cũng không thể làm cho người đàn ông cứng rắn này chịu thua. Ngày hôm sau, các tù nhân đến gặp anh vẫn rất kiêu ngạo. Người bạn tù mỉm cười, sau đó khoác cho anh một chiếc áo ấm, còn cho anh hớp rượu cho ấm người. Ngày càng có nhiều bạn tù tiến lên giúp đỡ Job. Sau khi biết chuyện, Marco tức giận triệu tập tất cả tù nhân lại, chuẩn bị kỷ luật những người đã giúp Job. Ông ta yêu cầu người đã giúp đỡ Job bước ra đây. Ai ngờ tất cả tù nhân đều bước lên, khiến ông ta cạn lời. Cảnh này cũng khiến cho Job cao ngạo rất cảm động. Sau đó, Job đến tìm Gaga. Anh hứa sẽ đấu với Boyka lần nữa, nhưng có hai điều kiện tiên quyết. Một là trận đấu phải công bằng, không được lén giở trò. Hai là phát quần áo ấm cho các tù nhân vì ở đây quá lạnh. Như vậy, các tù nhân đều được khoác lên mình những chiếc áo ấm áp. Job im lặng đứng bên cửa sổ, nhìn các tù nhân đang hạnh phúc. Rút kinh nghiệm từ trận đấu trước, anh có vẻ thận trọng hơn rất nhiều trong việc chọn phụ tá. Cuối cùng anh lựa chọn Nikolai. Ông ấy đã ở đây một thời gian dài, biết rõ Boyka như lòng bàn tay. Ông còn là một cựu quân nhân của quân đội Liên Xô, vô cùng hiểu biết về chiến đấu. Ông cho rằng đòn chân của Boyka rất mạnh, nhưng đây cũng là nhược điểm của hắn. Chỉ cần có thể đánh gãy chân hắn là có thể hoàn toàn đánh bại hắn. Trước khi trận đấu bắt đầu, ai cũng đặt cược cho Boyka, vì trận trước hắn đã thắng. Chỉ có Gaga lại đặt cược một khoản lớn cho Job. Trận quyết đấu cuối cùng bắt đầu. Lần này Job đã điều chỉnh cách chơi, linh hoạt tránh được công kích của đối thủ. Job đứng dậy và đấm, khiến cho Boyka ngã xuống đất. Để nói về tính linh hoạt, Boyka chiếm ưu thế một chút, nhưng nói về sức mạnh bùng nổ, Job vẫn là tốt hơn. Boyka tung cú sút chéo cao, nhưng bị Job tránh được. Sau đó hai người đánh đến mức không tách ra được. Cuối cùng kết thúc hiệp 1 với một trận hòa. Hiệp 2, Boyka tăng cường tấn công, nhưng ngay cả như vậy, Job vẫn dễ dàng hóa giải. Hai người đánh đến khó phân thắng bại, lại tiếp tục kết thúc một trận hòa. Cuộc chiến đã bước vào hiệp thứ 3 quyết định. Lúc này Job ra đòn hết cỡ, trở thành quái vật thô bạo đánh Boyka. Boyka nhảy lên, lại bị Job đấm một quyền ngã xuống. Cả hai lao vào ôm chân nhau. Lúc này Job nhớ lại lời dặn dò của Nikolai, thế là lấy hết sức nhấn đầu gối của Boyka xuống. Một tiếng hét lớn vang lên, Boyka đã bị gãy chân. Hắn không thể đánh được nữa, chỉ đành chấp nhận thua cuộc. Job giành được chiến thắng, mà Gaga cũng kiếm được một đống tiền lớn. Cuối cùng ông ta cũng giữ lời hứa của mình, thả Job ra khỏi trại giam, còn cho anh một vali tiền. Nhưng Job lại dùng số tiền này đưa cho Marco, muốn ông ta thả Nikolai ra, giúp ông ấy thực hiện nguyện vọng được gặp cháu gái của mình. Mà Boyka thì thê thảm rồi, tiếp nhận công việc hot cut trong tù. Bộ phim quyết đấu phần 2 cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xem xong bạn có cảm nghĩ gì? Hãy comment cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Hẹn các bạn trong video ngày mai.